Sáng ngày 21 tháng 11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai đối tượng bị bắt là Võ Hoài Nhơn, sinh năm 1995 và Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1996, sống với nhau như vợ chồng ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, từ tháng 5 năm 2020, Hương lập nick Facebook Bi Nguyễn để vào các nhóm xem bói với mục đích xem bói cho người khác để nhận tiền. Đến đầu năm 2021, qua hình thức xem bói trên mạng xã hội, Hương quen biết với một nạn nhân ở thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Biết nạn nhân bị trục trặc trong chuyện tình cảm, có nhu cầu xem bói về đường tình duyên, đối tượng nói với nạn nhân là bị người âm theo nên phải cúng để hóa giải. Rồi Hương cho nạn nhân số điện thoại của Nhơn và giới thiệu đây là thầy Thịnh chuyên giải bùa. Tin lời Hương, nạn nhân trao đổi qua lại với Nhơn. Sau đó, Hương và Nhơn thay nhau nhắn tin yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản để làm các lễ cúng như đã trao đổi. Tổng số tiền nạn nhân chuyển khoản cho hai đối tượng là gần 200 triệu đồng.